Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Mắt To Mắt Nhỏ. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một chú Squishy gì đây, không biết nữa. Rất là dễ thương luôn nhưng mà mình chưa có biết đặt tên em Squishy này là gì. Bây giờ mình cùng bắt đầu làm nha. Đầu tiên thì mình sẽ chuẩn bị một tờ giấy A4 như thế này và mình sẽ vẽ theo hình nha. Bây giờ thì mình sẽ vẽ chi tiết và cho chiều dài cho các bạn. Đầu tiên thì mình sẽ kẻ một đường ngang là 3,5cm. Một đường hình này là giống như một hình thang vậy đó. Thì hình thang có hai cạnh là 3,5 và cạnh lớn là 6cm. Một đường xéo xuống là 3,5cm luôn. Tiếp theo thì mình sẽ vẽ một đường là 1cm và một đường ngang là 4,8cm. Và tiếp tục từ đường 4,8cm đó, mình chấm một điểm là 4cm nha. Mình sẽ kẻ một đường là 4,2cm. Và đường đi xuống là 4cm, tại vì hồi nãy mình đo 4cm đấy. Tiếp theo thì mình sẽ vẽ tiếp một hình nữa là ngay đường kéo xuống là 1cm. Sau đó mình sẽ vẽ một đường đối với cạnh đó là 2,9cm. Cạnh bên kia thì mình cũng sẽ làm tương tự. Nếu mà các bạn làm thì hãy vẽ bằng bút chì trước nha. Và mình sẽ vẽ một đường 3,8cm để kết thúc cái hình đó. Và mình phải vẽ đường hơi xéo xéo một chút là 4cm. Và đường đi xuống thì cũng sẽ là 4cm. Cái đường này thì mình sẽ chưa vẽ đâu, mình sẽ vẽ cái đường trong trước rồi mình mới có cái để mình vẽ nha. Đường trong đó thì mình vẽ là 2,8cm. Khi mà có hình đó rồi thì mình sẽ vẽ một đường cong cong. Cạnh bên này cũng là 3,8cm bằng với lại cạnh bên kia. Và tiếp tục mình sẽ vẽ một đường xéo xuống là 5cm. Bên kia cũng 5cm. Và khoảng cách giữa hai đường này là 7,5cm nha. Mình sẽ kẻ ngang một đường 7,5cm. Sau đó thì mình sẽ vẽ một cái hình bầu bầu ngay chỗ cái đỉnh nhọn đó. Và mình đã hoàn thành xong phần thân, phần đầu. Tiếp tục thì mình sẽ làm phần thân. Phần thân thì có chiều dài là 3,5cm. Mình sẽ vẽ ba hình thang như thế này. Ở ngay cái đỉnh đầu thì mình sẽ kéo ra một đường là 2,5cm. Mình sẽ chấm một điểm nha, chứ mà mình không có vẽ thẳng đâu. Từ đấy mình kéo qua thêm một đường nữa là 2,5cm. Đường phía dưới thì mình có chiều dài là 4cm. Mình sẽ nối các điểm mà mình chấm lại với nhau. Sau khi nối các điểm mình chấm lại với nhau rồi thì mình sẽ nối nó lại, nhưng mà không phải đường ngang mà là đường cong cong như thế này. Các bạn xem trong video và làm nha.
Sau đó thì mình sẽ vẽ những cái đường giấy dư ấy. Mình sẽ vẽ vài hình thôi chứ mình không vẽ hết đâu. Ok, bây giờ vẽ xong rồi thì mình sẽ sử dụng kéo và cắt nó ra. Sau khi cắt ra được một hình như thế này rồi, mình sẽ sử dụng cái mảnh màu trắng nha. Cái màu mà mình kẻ thì mình sẽ để vào trong. Mình sẽ tô màu. Mình sẽ pha một màu xanh lá nhạt nhạt. Mình sẽ tô. Sau khi tô xong màu xanh lá nhạt nhạt thì mình sẽ pha một màu xanh lá đậm hơn để mình vẽ một cái viền mắt. Đây là phần thân. Hai cái mà mình vẽ xuống đó là xíu nữa mình dán cái tay á. Sau khi mình tô màu xong thì mình sẽ dán băng keo lại. Và bây giờ thì mình sẽ dán nó lại với nhau. Mình sẽ dán với nhau bằng băng keo trong nha. Cái hình mà nhỏ nhất thì mình sẽ để nó ở trên cùng. Và sau khi mình dán được như thế này và mình trừ ra một lỗ nhỏ, mình sẽ bỏ bông vào. Sau khi bỏ bông vào thật chặt, thật đầy thì mình cũng sẽ dán nó lại. Nên cái mắt đó là mình nhớ sắp cho nó hai cái lỗ nha. Và phần thân mình đã chuẩn bị hình tam giác để mình có thể dán cái phần thân lại và mình nhồi bông vào. Sau khi nhồi vào xong thì mình cũng sẽ lấy một cái hình tam giác khác, mình dán nó lên. Sau khi mà có được phần thân và phần đầu rồi thì mình sẽ dán phần thân và phần đầu lại với nhau bằng băng keo hai mặt. Cái chỗ này lúc mình dán vào là mình dán bị nhầm ấy. Hai cái tay đó phải là nằm hai bên hông chứ không phải là nằm phía trước như vậy đâu. Mình sẽ sử dụng bút này để mình vẽ mắt cho em Squishy này của mình. Nếu mà các bạn không có bút này thì có thể vẽ mắt trước đó nha. Bây giờ thì mình sẽ dán cái tay vào. Khi mình dán cái tay thì mình phát hiện là mình đã dán sai rồi, mình đổi lại đó. Đây, như vậy mới đúng nha. Mình làm hai cái tay và hai cái tay. Bây giờ thì mình sẽ thử độ chậm tăng của em sủi xì này. Em này khá là chậm tăng đấy. Và rất là dễ thương, nhìn rất là thích luôn. Mình nghĩ em này có thể là gấu panda hoặc là một cái con gì đó. Các bạn hãy đặt tên giùm mình là em sủi xì này là tên gì nha. Nếu bạn nào muốn đặt tên thì cứ comment bên dưới. Cái màu em này mình cũng rất là thích, tại vì cái màu xanh nó hơi nhạt nhạt mà nó mình cảm thấy rất là dễ thương luôn á. Cái phần đầu của nó rất là chậm tăng, cái phần thân thì tại vì nó hơi nhỏ ấy nên mình cảm giác chơi nó không có được chậm tăng và không được nhiều bông để mà nó có thể bóp nhiều ấy. Nên là cái phần đầu mình thích bốt cái phần đầu nhiều hơn. Ok, chắc là hơi khó làm đúng không? Chúc các bạn làm thành công em Squishy này nha. Bây giờ thì mình chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye.